Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Vậy ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Tân Sửu, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vậy nạp âm Bích Thượng Thổ, kỵ tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu và Ất Mão. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức hợp, tốt mọi việc; sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương; sao Thánh Tâm, tốt mọi việc; sao Cát Khánh, tốt mọi việc; sao Âm Đức, tốt mọi việc; sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa; sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp; sao Nguyệt Hư, xấu mọi việc, kể cả việc giá thú, mở cửa, mở hàng; sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo; sao Độc Hỏa, xấu đối với việc sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và theo khổng minh, hôm nay là ngày xấu, kiêng kỵ việc khai trương, xuất hành, cầu tài lộc hay bị mất cắp, mọi việc đều xấu. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trải qua ngày này nhờ có được quý nhân tam hội ở bên, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn trở nên bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều. Các mối quan hệ về bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bạn cũng nhờ thế mà trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính những thành công và may mắn mà bạn có được lại khiến cho không ít những kẻ xấu bụng thầm ganh ghét, đố kỵ. Dưới sức ép của ảnh hưởng thiên quan chiếu mệnh, bạn tuổi Tý dễ bị kích động bởi những lời của những kẻ tiểu nhân gây ra những sai sót không đáng có. Vậy nên, bản mệnh phải thực sự bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang có điềm báo, gặp không ít những rào cản. Hai bạn vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình để có thể đưa mối quan hệ lên một nấc thang mới.
Bạn hãy dùng lời nói và hành động để chứng minh tình yêu của cả hai bạn nếu như muốn tiếp tục bước tiếp. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, con đường công danh sự nghiệp được thuận lợi, hanh thông. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm gặp nhiều ngáng trở. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cẩn thận kẻo lại mất đi sự bình tĩnh, bị kẻ tiểu nhân kích động. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang đón nhận nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, có được cơ hội kiếm tiền hay là nhận thưởng sẽ rất cao. Bạn cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chấp lấy thời cơ hiếm có này đi thôi. Nhưng trong ngày này, thật là buồn khi chuyện vui lại chưa có thể đến được đối với những bạn làm công ăn lương. Đây là giai đoạn mà bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn mới mong sớm nhận được kết quả xứng đáng về mình. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, bản mệnh cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Bạn cần phải đặc biệt lưu ý tới các bệnh như là thiếu máu, bệnh về tim mạch, bệnh về mắt, mũi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cơ hội kiếm tiền đã đến, bạn hãy chớp lấy ngay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chủ động tìm kiếm cơ hội nếu như muốn thành công. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc được dư giả, chẳng lo thiếu thốn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần phải quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn làm công ăn lương, cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang có được cơ hội khẳng định bản thân mình với tài năng sẵn có của mình. Khi bạn đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, đây là cát thần trợ mệnh, giúp cho bạn tuổi Dần thoải mái trong việc bộc lộ hết những tiềm năng đang còn tiềm ẩn ở phía trong mình. Bản mệnh tuổi Dần dễ dàng ứng xử nhanh gọn các nhiệm vụ được giao phó, kết quả cũng vượt ngoài sức mong đợi của mọi người. Đúng là phải thế nào thì bạn mới lọt vào top của những người thông minh, tài trí, được mọi người yêu mến nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy cứ mãi dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến triển hơn được nữa. Dường như cả hai đang dùng sự bận rộn của bản thân để ngụy biện cho những ngăn cách mà chính hai bạn đã tạo ra. Và đã đến lúc cần phải nghiêm túc với chính cảm xúc của mình nữa rồi. Xác định đi tiếp hay là dừng lại, đừng có chỉ lững lơ giữa chừng như thế bạn tuổi Dần nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cần phải nghiêm túc xác định lại tình cảm giữa bạn với người ấy. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, được mọi người nể trọng vì năng lực xuất chúng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc,
quan hệ về tình cảm không có tiến triển. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, khẳng định được vị thế của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 55, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh. Cho nên với bạn tuổi Mão, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ, sự tự tin và thoải mái thể hiện các tình huống của mình, sự nhạy bén và tinh tế của bạn trong cách ứng xử các tình huống khiến cho bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời thán phục nhé. Và với bạn tuổi Mão, không phải lúc nào bản mệnh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa đám đông như thế. Vẫn có những lúc bạn tự cảm thấy hoài nghi và sống khép mình trong cái sự cô độc. Bạn hãy tận hưởng những thành quả mà chính bản thân mình đã tạo ra mà không cần phải e dè điều gì cả. Thật tiếc là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, cái chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng được như ý muốn do bạn đang phải chịu tác động không nhỏ của cục diện ngũ hành, mộc thổ xung khắc gây ra. Với những xung đột liên tiếp nảy sinh khiến cho tình cảm càng ngày một căng thẳng hơn, bạn cần phải hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, hòa bình sẽ sớm được lập lại mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi vì xung đột mà xảy ra sự tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tận hưởng thành quả mà mình đang tạo ra. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tự tin thể hiện cá tính của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn phải chịu không ít sự gò ép thiệt thòi trong ngày hôm nay với những kẻ xấu bụng vì coi bạn là cái gai trong mắt mà không tiếc lời gièm pha, khiến cho bạn dù ấm ức cũng chẳng thể làm gì được. Lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thương quan giáng họa cấp trên và đồng nghiệp vì nghe những lời của những kẻ tiểu nhân bán tín bán nghi, chẳng dám đặt lòng tin ở nơi bạn. Đây không phải là lúc mà bạn nên nóng giận, mất đi sự bình tĩnh. Bạn chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của mình bằng thực lực của mình, bằng những hành động thiết thực mà thôi. Cũng may là ở phía sau của bạn tuổi Thìn luôn có được một chỗ dựa vững chắc. Bạn hãy tâm sự và lắng nghe những lời khuyên từ nửa kia của mình. Và ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ khiến cho bạn gặp không ít vấn đề về sức khỏe. Dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, thì bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của bản thân. Bạn hãy dành thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ để cho cơ thể của mình phục hồi và tái tạo lại năng lượng. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gia đình là chỗ dựa vững chắc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên nóng giận mà mất bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, kẻ tiểu nhân lộng hành, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Thìn
thuộc mệnh kim, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đừng có lơ là sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu trải qua một ngày làm việc thuận lợi, suôn sẻ khi bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Với các dự án kế hoạch mà bạn đã dày công vun đắp đang tiến gần hơn tới đích đến quan trọng. Bản mệnh cũng có được cơ hội hợp tác kinh doanh với những đối tác đáng tin cậy nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn có sự chủ quan và hành động một cách liều lĩnh. Dù trong bất cứ tình huống nào, bạn hãy luôn giữ vững phương châm cẩn trọng và bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn của người ấy dành cho bạn. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho cả hai bạn. Bạn hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc để được ở bên nhau. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tình cảm đôi lứa nồng nàn, thắm thiết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cơ hội hợp tác với đối tác đáng tin cậy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, chủ quan và hành động liều lĩnh sẽ dễ dẫn đến thất bại đáng tiếc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy trân trọng và tận hưởng những giờ phút ngọt ngào ở bên nửa kia. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đừng có vì nóng vội mà đưa ra những quyết định sai lầm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang có điểm báo sẽ phải đối mặt với không ít những rắc rối trong vận trình của mình ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành Sửu Ngọ tư hại, tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối ra tay để hãm hại bạn. Chính vì thế mà bản mệnh tuổi Ngọ khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn khó tránh khỏi việc vướng phải những vụ tranh đoạt về quyền lợi trong môi trường làm việc. Và lời khuyên tốt nhất cho bạn lúc này là sự điềm tĩnh có thể tránh xa những rắc rối không đáng có. May mắn là về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này lại có được những bước tiến triển khá thuận lợi. Bạn có được một người đồng hành tuyệt vời luôn ở bên cạnh cùng bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Bạn hãy luôn trân trọng và là dành những lời yêu thương ngọt ngào cho người ấy nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, gia đình có được sự thuần hòa, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, tình cảm thuận lợi, đôi lứa cùng nhau vượt qua những thử thách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, dù gặp phải chuyện gì cũng cần phải giữ vững được sự bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nên tránh xa những rắc rối thị phi chốn công sở. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc
3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 25, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này vì ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Sửu Mùi tương xung mà bà tuổi Mùi cứ buồn phiền mãi không thôi. Với những cái tranh cãi, mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh giữa bạn và nửa kia khiến cho chuyện tình cảm của đôi bên đứng trên bờ vực rạn nứt. Với bạn tuổi Mùi, thay vì cố chấp không chịu nhường nhịn ai, thì bạn hãy thử hạ thấp cái tôi của mình xuống mà làm hòa xem sao. Hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nếu như muốn tiếp tục câu chuyện về tình cảm này. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, thì bạn đang có được báo hiệu sớm đón nhận tin vui về tài lộc nhờ thực thần trợ mệnh. Cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, cớ gì mà bạn lại không nắm bắt lấy để chúng biến thành của mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, cơ hội phát tài phát lộc ở ngay trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, buồn phiền vì chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, đón nhận tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, lắng nghe và chia sẻ với người ấy nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tranh cãi, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 44, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày sẽ đón nhiều tin vui về tài lộc khi bạn đang gặp được ngày có chính tài ở bên. Cát thần này sẽ mang đến cho bạn có được nhiều sự may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này đến chủ yếu từ công việc chính, cho nên bạn cũng phải không phải quá ngạc nhiên. Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Thân ngày hôm nay với những người xung quanh cũng trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội làm thân với những người mà có được sự mai mối, đối tượng phù hợp. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này lại là ngày không được tốt cho những việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, giá thú, kiêng kỵ việc kiện tụng, tranh chấp. Vì vậy với bạn tuổi Thân, nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý để đạt được hiệu quả nhất. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có được sự thuận in. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, không nên tranh cãi, gây gỗ, kiện tụng, thực hiện những công việc trọng đại. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, gặp may mắn về con đường tài lộc. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 80, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này tạo điều kiện cho bạn tuổi Dậu có được một ngày suôn sẻ, hanh thông hơn bao giờ hết. Ngày này đối với những bạn đang còn đi học thì chuyện thi cử được thuận lợi, đi làm thì cũng nhanh chóng hoàn thiện được nhiệm vụ được giao phó. Lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên bản mệnh còn có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày. Đó là có thể là tiền thưởng, tiền may mắn hoặc là tiền kiếm được từ những nghề phụ của mình. Nhưng bạn cũng đừng có vội tiêu xài phung phí với số tiền này, hãy để đó làm tích lũy hoặc là để đầu tư vào những dự án có triển vọng hơn. Và ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đã có đôi có cặp thì có được một ngày tràn ngập hạnh phúc. Cả hai cùng dành khoảng thời gian nhỏ hẹp của mình để quan tâm và dành cho nhau những lời yêu thương trìu mến. Tình cảm cứ thế mà càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết hơn. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy nên dùng tiền đúng cách, đừng có phung phí. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, bạn và người ấy quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có cơ hội phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tình cảm giữa các cặp đôi càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang có điềm báo, bạn trải qua một ngày cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động bởi bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tuất Sửu tương hình gây ra. Sự nhiệt tình, tự tin quá mức đôi lúc chính là điểm yếu chí mạng của bạn. Với những trắc trở mà bạn gặp phải có thể bắt nguồn từ chính những tính cách này. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh. Cái điều này cho thấy với những sai lầm mà bạn phạm phải có thể khiến cho bạn phải chịu thiệt hại không nhỏ. Hung thần này báo hiệu cho bạn dễ bị mất tiền, cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn trong từng đường đi nước bước của mình. Và để cho công việc của mình được thuận lợi hơn, bản mệnh tuổi Tuất có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt để thực hiện. Cụ thể hướng tốt trong ngày hôm nay là hướng hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Bạn cần phải lưu ý tránh hướng xấu như là hướng Tây Bắc để giảm thiểu những rủi ro không đáng có xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, suy tính kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, bình tĩnh, kiên trì và nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua được thử thách. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hỏa mất tiền rình rập, cần phải cẩn thận trong từng hành động. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hãy dùng sự nhiệt tình và sự tự tin của mình đúng nơi, đúng chỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, con đường công danh sự nghiệp gặp không ít trở ngại. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 71, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày sẽ đón nhận khá nhiều tin vui nhờ gặp được ngày của tam hội phù trợ.
các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, giúp cho công việc của bạn càng trở nên thuận lợi hơn. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính quan đỏ mệnh, tinh thần trách nhiệm cao của bạn đúng là khó ai sánh bằng. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, chắc chắn cơ hội thăng tiến trong thời gian tới sẽ đến với bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, chẳng được mấy vui vẻ về phương diện tình cảm. Cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy, chẳng ai chịu nhường nhịn ai trong bất cứ vấn đề nào, trong bất cứ cuộc tranh cãi nào. Thế nên, vết rạn nứt giữa hai người cứ càng ngày càng lớn thêm. Và nếu như muốn hàn gắn chúng, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tháo gỡ từng nút thắt một với sự kiên trì và lòng bao dung từ của cả hai phía. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình mâu thuẫn, trục trặc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, cơ hội thăng tiến đang đến rất gần. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, vết rạn nứt giữa các cặp đôi càng ngày càng lớn dần. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.